Ai à? Thằng bé nói chuyện đáng yêu phết nhờ. Mày chỉ là con nhiều cái ở chung một lối rồi đấy. Dừng lại. Người đứa nhỏ này anh cầm cái mầm to này anh phạt rồi à? Thằng này à? Dùng cái này. Thằng này em nhìn nó lâu lắm rồi anh ạ. Cô ơi cho chú hỏi quả bóng này của ai nhỉ? Cháu hả? Thế ở đây nhà nào nhiều chó nhất nhỉ? Đây ạ. Cái này à? Vâng. Vã cho đấy mà nhặt. Sao chú ném bóng cháu? Đó là do mày sai. Mày lại còn định bỏ trốn. Thế là không được. Yeah. Nhi nhi. Quá là đêm hôm đứa nào cười ha ha ha. Cười chán, cười chê rồi giờ lại khóc. Cái bọn này tao phải ra tao trị cho một trận. Đêm hôm đứa nào khóc đây? Đứa nào đây? Quay cái mặt đây xem nào. Gì đây? Muốn ăn thì lăn vào bếp. Người ta đang đi đường bắt lăn vào bếp. Muốn ăn thì lăn vào bếp. Chân tay người ta lành lặn bắt người ta lăn. Bắt người ta lăn. Đi đâu? Muốn ăn thì lăn vào bếp. Alo mẹ à, tự nhiên đang đi đường có thằng bắt lăn vào bếp. Mẹ. Muốn ăn thì lăn vào bếp. Sao? Muốn ăn thì lăn vào bếp. Anh Trạch ơi, mình muốn lăn nè. Bọn mày xem mua máy như nào cho tao bán hết cái chỗ khoai tây này bác. Anh em mày vừa đây. Em muốn lần không có trống có kẹt gì à? Không sao, mẹ em mua không chay bằng mồm thôi. Tùng 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 cái lắc tùng 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 cái lắc tùng tùng. Mẹ lần nhìn như con chó ngào. Mày mua đi. Tùng tùng tùng. Anh em vào nhà vào nhà vào nhà. Ê, cẩn thận nhá, không vỡ hết ấm chén nhá. Muốn thi. Từng 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 ê. Cái gì đây? Ê, cái gì đây? Ê, thằng này mày làm gì đây? Ê, thằng cu, thằng anh mày đâu? Gọi nó ra đây, tao nhờ tí nào. Hai cái thằng kia, người lớn hỏi, không có mồm có miệng à? Thằng anh mày đâu? Gọi nó ra xem nào. Tao là được, tao không trả lời được. Ai dạ, thằng cu nói chuyện nghe vui tai phết nhờ. Nó đâu? Thằng kia, tại sao mày đánh thằng con tao? Biết gì đâu, ai biết gì đâu. Thằng con trai bà nói chuyện nghe không vừa tai. Thì tôi lại tôi sửa hộ cái miệng cho nó. Có gì đâu, có chuyện gì đâu. Nó trẻ con, nó biết gì mà mày phang nó. Còn do mày sai ấy, thế mà còn định bỏ trốn. Riêng tao cả giày ấy là phải bỏ kho. Nhà này được cả mẹ lẫn con. Nói chuyện lăng nhang nhờ. Mẹ chuyện gì nào đây? Đây rồi, thằng kia đây rồi. Mày ra đây, tao giải quyết luôn gia đình mày một thể nào. Sao nào, nay phải qua quệ nhà hàng xóm phát.
Ai xa, ngay nhà này chơi lớn phết nhờ, đầu tư nhờ. À, ê cô. Chạy rồi. Gọi mẹ mày ra đây nhá. Mày cái đấy này làm gì? À, thì hàng xóm sang xin cốc nước, gì cầm. Chán thế, đúng lúc này tao hết nước rồi, sao nhà khác mà xin? À, thì không có nước thì cho xin, má cơm nguội cũng được. Mày xin cái chua gì? À, cái thằng quất này nói chuyện như ọe vào tai đấy nhờ. Ê, mày đi làm gì? Mày đứng im đấy. Mày định làm cái chỗ gì đây? À, thế là dẫn cả ba con mẹ cháu ra. 1, 2, 3, vị trí là 3 gậy. Bảo không nghe, yêu người ta dỗ. Ê thế này, nhà có khách. Có khách thì rót nước, tao mời khách, gọi gì tao? Không phải khách, mà là ma. Cái gì? Ma? Mày bị điên à? Ma mảnh chó gì ban đêm này? Ma chỉ có ban ngày thôi. Mày nhiều cái chúng muốn nói rồi đấy. Thật, nó đang ở kia kìa. Tao nói bao nhiêu lần rồi, kẻ mỏng mỏng thôi thì không nghe, kẻ rỗ là dày. Tao ra mà không có mày chết với tao. Đâu, ma đâu? Nhà cửa tối ôm này, cứ bật cái điện cho nó sáng. Phải tối như này mà tao phim kinh dị. Đâu? Ma mày gì đâu? Thấy gì đâu? Em vừa thấy đầy sợ. Thấy nói gì? Gì đây? Đâu? Nguồn đi. Ê thằng kia đứng lại. Có chuyện gì đấy? Có chuyện gì đấy? Sao lại giữ con lại? Thằng đấy fan Messi. Cái gì? Nó fan Messi á? Thằng kia đứng lại. Lại. Có chuyện gì đấy? Thằng đấy nó fan Messi. Ui dồi, cái gì đấy? Dạ fan Ronaldo. Nó fan Ronaldo. Hello. Bạn đang ị phải không? Crazy. Ị nhanh lên để tôi còn vào. Hello. Ị nhanh lên, không tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Nhanh lên nào. Nikki. Cái gì đây? Người hay ma đây? Người à? Không phải người. Thế là ma à? Ma chó thì lại ban đêm thế này. Bình thường ma ban ngày cơ mà. Mày quay cái mặt này xem nào, xem ma mảnh xinh không nào. Úi ôi, mẹ ma xấu thế. Úi ôi. Mà nhìn kỹ đi là cũng xinh đấy chứ nhờ. Vào đây. Ê cô, nói câu gì hay hay cậu cho 20 tiêu. Messi number one. Xem ra có vẻ là mày chê tiền đấy nhờ.
Phan cái gì? Thằng con trai chị là Phan Messi đấy. Cái gì? Mày Phan Messi á? Cái gì mồ nào đấy? Bọn mày làm cái chỗ gì mồ nào đấy? Mẹ ra mà xem, thằng cháu ngoại của mẹ Phan Messi này. Cái gì? Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Sinh nhật mà mày đi đây không à? Quà cáp đâu? Thôi mày phóng đi. Còn cái bất hiếu. Ê, mấy khi con cái đến chơi nóng nè. Mày báo chứ mày chơi cái chó gì? Mày chơi cái chó gì? Cái thằng chó này. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Thổi nến nào, thổi nến nào. Thổi nến. Rồi, bây giờ cắt bánh nha. Cắt bánh sinh nhật nha. Ok, thằng Khứa này ăn trước đi nào. Đấy. Rồi, cắt tiếp nha. Bây giờ là tiết mục văn nghệ nhá. Un tê, mà lòng 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 chẳng un tê. Cà đam mê ngay 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 ngay. Sài lòng bơ chẳng, lòng bơ chẳng, xì lòng bơ chẳng, lòng bơ chẳng. Hôm nay tao cấm đứa nào chuồn tôi thằng này nha. Ngắm mẹ gì bắn đi. Dục mẹ gì đang bắn đây. Trượt mẹ nó còn đâu nữa. Mẹ mất cả thời gian bắn có trúng mẹ đâu. Đấy là tao. Chơi kiểu mẹ gì đây. Mẹ không cho chơi thôi. Bắn kiểu này. Vào mẹ rồi nhá. Vào tiếp rồi nhá. Ôi trời, trượt mẹ rồi. Đòn. Em thì chết mẹ rồi. Mày cười cái chó gì? Nói tao. Chó là bạn sao ném như thế? Sai, chó là bạn, không phải tôi. Với cả bạn tao chả có đứa nào ăn cứt cả. Thôi bắn mẹ ăn đi. Bắn kiểu mẹ như thế. Không cho bắn thì thôi, bắn lại. Có gì đâu, có gì đâu, không lên có gì đâu. Thắng làm vua, thua cầm mồm. Quá khứ anh chẳng thể nào quên. Ăn nè, chọn nè. Áo thật đấy. Mà đang đi đường tự nhiên vẫn vào đấy. Mày biết gì đâu, mày lên biết gì đâu. Một là ăn, hai là xóa. Đây là ai? Tôi là đâu? Mày chưa bị xóa à? FIFA mày chưa đổ lệ à? Một là ăn, hai là xóa. Cho bán mì tôm hai trứng. Chờ 5 phút. Mày nhiều cá chưa muốn nói. Đấy, ăn đi mà thanh toán. Gì này? Mì, trứng. Mì trứng. Trứng chưa bóc vỏ này thì ăn sao được. Đấy, ăn đi. Làm sao, ăn đi. Mì khô như này ăn sao được. Đấy, ăn đi. Ngoan thế, chùa thêm 2 bát nữa. Chúc
quá. Cho 2 bát pịa lợn cộng 1 chân dài rót bia nhá. Hết pịa lợn rồi, hấp cạn pịa chó đây. Thì cho 2 bát pịa chó, nhưng mà phải nhớ có chân dài rót bia nhá. Rồi, ngồi đấy, chờ bố 15 phút. Ê con kia, ra tiếp khách. Ơi. Con này, mày gọi chân dài không? Gọi chân dài. Chân dài đây à? Mày nhìn xem, chân này đủ dài chưa? Chân dài xấu đấy. Chủ quán, đổi nào. Ở đây mày không có sự lựa chọn, câm mồm mà hưởng thụ. Mẹ xấu lắm. Bố mày đây, ăn đi. Mày chạy đi đâu? Như thế này mà còn chê à? Vào đấy. Thằng nào đi ỉa không xả nước. Chúng mày khá lắm, không thằng nào khai gì. Thế thì tao đã có cách. Bây giờ sẽ chơi một trò chơi, tao sẽ phát cho mỗi thằng một từ khóa và tìm ra ai là gián điệp. Nếu đứa nào mà là gián điệp, đi dọn nhà vệ sinh, nghe chưa? Lấy đi. Rồi mỗi thằng kết quả rồi. Bây giờ tao sẽ gợi ý trước. Của tao màu vàng, mùi hơi thối. Cái này nhão nhão. Cái này có thằng ăn được, có thằng không ăn được. Nhưng mà riêng tao ăn suốt nguồn thi. Cái thằng này là gián à? Sao nó lại kiên cứt? Mày chết với tao rồi, có người đổ vỡ rồi. Cái này hôm nay nó vừa đi không xả nước. Mẹ ngu chi, dọn nhà vệ sinh rồi. Thằng này ăn sầu riêng trong bồn cầu à mà không xả nước. Ô, có hai thằng giống mình rồi. Thằng này là gián. Sao lại gián? Tao là phân cơ mà. Mẹ sướng rồi, tao sầu riêng. Nguồn thi, tao cũng sầu riêng. Thằng này là gián. Đẩy nhanh cái tay lên. Ê nhóc, mày biết tao là ai không? Không biết cái gì. Không biết thì xin nha. Mày ảo thật đấy. Cái gì đây? Sao lại lôi vào đây? Có phải hôm qua mày bắt nạt con tao đúng không? Đâu, bắt nạt đâu, tránh nhầm lẫn. Bắt nạt đâu, người giống người nhầm lẫn. Bắt nạt đâu, ai biết gì đâu. Con đúng thằng này không con? Cái gì đây? Mày ăn hết bao nhiêu, mày nôn lại cho tao. Thật là cô. Nôn vào đây à cô? Chứ còn gì nữa. Này, lôn rồi đấy. Còn thiếu 2 lạng. Mày nôn tiếp với tao. Chưa gắt thế hả cô? Cần chính xác thế hả cô? Này, xem ở nhà trông cháu, mẹ đi chợ tí nhá. À vâng, mẹ cứ đi đi. Thằng này, nghe nói mày fan Messi đúng không? Từ nay không được fan Messi nữa nha, phải fan Ronaldo nghe chưa? Cái gì đây? FIFA à? Xóa nhá. Xóa, chơi cái này hư người, phải xóa, nghe chưa? Còn đấy, mày thích xem hoạt hình đúng không? Từ nay không xem hoạt hình nữa, xem thời sự, nghe chưa? Nhớ chưa?
Mày biết cái gì đây không? Bim mực đấy. Ăn không? Còn lâu mới cho ăn nha. Cút. Quỳ xuống. Anh Tranh này, em bắt được thằng này đi tắc bồn cầu nhà mình. Cái gì? Thằng nào? Thằng nào xui mày ở nhà tao? Dạ, em là em Minh Đạt Chọc Hà Đông ạ. Thằng Đạt Chọc Hà Đông á? Dạ. Mày đi theo tao. Anh Đạt ơi, anh cứu em với. Đấy rồi, thằng Đạt Chọc Hà Đông rồi. Thằng em của mày. Thằng em mày. Ỉa tắc bồn cầu nhà mình. Ỉa tắc bồn cầu nhà tao. Bây giờ mày giải quyết như nào? Cái gì? Mày ỉa tắc bồn cầu nhà nó á? Bây giờ mày định giải quyết như nào? Thằng em tao thấy bồn cầu nhà mày mới, nó ỉa thử, không ai nó tắc cái gì đâu. Bọn tao sai, bọn tao xin lỗi. Đúng không em? Đúng rồi em. Tao nói mày biết này, ở cái xã hội này có chuyện đúng sai, chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh. Còn mày ỉa tắc bồn cầu nhà tao thì anh em tao ỉa tắc lại bồn cầu nhà mày. Thua chuyện bình thường đá bóng mà. Nhân dịp hôm nay mình nhuộm đỏ trời Âu, anh em mình phải đi làm một bữa bia. Chủ quán, vác cái xác ra đây tiếp khách nào. Ăn gì? Cho ăn. Cho hai bát phở bia. Bia chó. Hết bia chó rồi, gọi cái khác đi. Máu đỏ đẹp đấy nhờ. Áo mượn đấy anh, áo mượn. Ăn gì cho nhanh nào. Cho em bịa người ạ. Bịa gà nhá. Chờ bố mày tí. Đó, hâu đi. Phở bịa mà sao toàn hành thế này. Mâu chúng mày ăn hành nhiều rồi. Ăn tiếp đi. Ăn. Thanh niên thanh đồ mà ngủ giờ này chưa dậy, tắt điện. Mới 12 giờ sáng anh làm gì cáu kỉnh đấy. Khách họ đặt bim mực mày không lo mà đi giao cho khách đi, mày còn ngủ à? Mày nhiều cái là chưa muốn nói rồi đấy. Đi giao đi. Giao thì giao, mà bảo là khách nhiều cái chưa muốn nói rồi đó. Khách với trả khứa, đặt 12 giờ đêm không đặt, đặt 12 giờ trưa. Muốn chi? Chiếu tướng. Sao lại chiếu? Ai chơi chiếu? Mình thích chiếu này, cầm cái chiếu này mà làm này. Không chơi chiếu tướng, không chơi chiếu tướng. Không chơi chiếu thôi. Đây tốt. Sao lại tốt? Con này nhìn xấu như này mà tốt à? Không phải tốt, lên xấu. Con này tốt ai đi đánh nhau, lên xấu. Lên xấu, đánh đi. À, lên tốt à, thế thì lên tự âm. Mày áo thật đấy, tượng gì đây? Thế tao hỏi mày, trong bàn cờ có tượng không? Có. Ừ thì tượng đây tay. Mày nhiều cá ở chung của nó rồi đấy, đánh đi. Lên tượng à? Lên xe à? Đâu rồi? Ở đây chứ ở đâu, mày bảo tao lên xe tao ngồi. Điên, lên xe cứ tướng lên nó ngồi.
Ai biết gì đâu, mới lên biết gì đâu. Lên xe à? Mà xe gì không có bánh như này? Chê bịp à? Xe không có bánh. Ông bị điên à? Xe có bánh để nó chạy đi à? Đánh đi. Mày lên xe tí tao ra pháo dí xe. Ơ kia sao tự nhiên đang đánh cờ lại trốn ở đấy là sao? Trốn không pháo bắn chết à? Pháo trốn là bắn đây. Trên cờ pháo bắn. Đi ra đây. Pháo à? Lên mã. Hai cái thằng này ồn ào thế nhỉ? Mẹ ai đi cháy phố đi. Mẹ không phải phần lo, đi với con là mẹ có phải yên tâm. Bố tặng như nào? Chị Optimum Prime. Ủa, anh nghĩ nào nghe Optimum Prime. Sao hai mẹ con mình lại ngồi đây hả mẹ? Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Mẹ lại mạnh mạnh sao nào? Mày nhiều cái tao không muốn nói rồi đó. Rồi, lên đi. Ok chưa mẹ? Mày đi tử tế mà. Mẹ cứ yên tâm, lần này là chắc chắn. Ơ, sao thế? Con bắt đầu thấy đó hơi cấn cấn rồi đấy. Nhanh lên mẹ. Sao đi, nhớ đổ đầy không mệt nhá. Tình hình con thấy như này không ổn. Mẹ con mình chắc phải đi xe khác thôi. Mày có đẩy được không đó? Từ giờ đến tối kiểu gì chả đến. Chắc chắn không? Chắc chắn. Nguồn thi. Xin miếng. Tao chỉ cho những thằng fan MU ăn thôi. Còn mày không phải fan MU. Phải không? Đây, fan MU đây. Đã quá muộn màng. Tao đã là fan của MC. Bọn MU. Cút. Mẹ. Đâu? Thằng nào fan MC? Đây. À, lại gọi cả đồng bọn trong hang ra. Tao cho mày 5 giây để cởi cái áo MC ra. Ghê gớm nhở. Không bao giờ. Ê, từ từ. Mẹ hãy thử ăn bim mực đi. Wow, ngon ghê. Lại chả không ngon. Thế bây giờ mẹ theo phe ai? Hả? Gì đấy? Nhìn gì đấy? Ê thằng cắt tóc, cắt cho tao nửa cái tóc. Ngồi mẹ vào đây đi. Ê thằng cắt tóc, ở đây có những dịch vụ gì nhỉ? Cắt tóc, gội đầu, lấy dây tai. Thế thì cho hai bát cơm rang dưa bò. Cắt gì đó xem nào. Mày thiết kế cho tao kiểu đầu chọc thì nó đẹp đẹp xem nào. À mà đây có dịch vụ cắt tóc hồi sinh người chết không? À mà không thì mày cắt cho tao cái đầu gì mà trai gái nhìn vào đều thích cả. BD mà thích tao càng tốt nhá. Mà này thằng cắt tóc, bình thường mày cắt đầu trên thì mày có cắt cả đầu dưới không? Đầu nào cũng cắt. Thế thì mày cắt cho tao cái đầu gối. Xong rồi, giờ anh toán đây. Tóc tài, được đấy. Ê thằng Thu Ngân, cho tao xin cái giá phải trả. Dạ anh trai, cho em xin thông tin. Cái gì? Anh cho em xin thông tin này. Cái gì? Chùa Bồ Hội cái địa chỉ ấy. Khu 2, Hoàng Cương, Thanh Ba, Phú Thọ. Ôi, ơi, anh ơi, tay em. Nói, cái tay nào của mày trên FIFA ấy? Dạ, tay trái à. Tay trái cái gì? Đồng, lụm 5 ngón tay ra đi. Dạ, dạ. Mày không xóa FIFA thì tao sơn nốt cái bàn tay còn lại đấy. Ê, thế sơn bóng tay thế có tăng đào không anh? Mày cũng chơi FIFA á? Mày chơi bằng ngón nào? Ngón giữa gì?
thương chân thương tay. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Quả này mày chết với tao. Ê, ê, làm gì đây, làm gì đây? À, đây rồi, phụ huynh đây rồi. Lại đây. Chú cứ ngồi xuống đây bình tĩnh, có chuyện gì thì chị em mình giải quyết. Chị xem như nào, thằng Trần Thanh Tài, thằng con trai của chị ấy. Ai đâu mùng 4 Tết em lên em chúc Tết, gửi đến nhau những lời yêu thương. Nó là bảo tao em như lúc đi. Giờ thôi, chú cứ bình tĩnh, làm cốc nước rồi chị em mình giải quyết. Đùa, bà đưa thuốc sâu cho tôi à? À thì chú không phải sâu đâu mà sợ. Thằng con thì lên trên mạng bình luận linh ta linh tinh, mẹ thì nói chuyện lăng nhang như này. Cái da để tóc chú nhìn cũng như lông đít đấy nhờ. Cái bà này nói chuyện thế mà sống được đến giờ này nó cũng đẳng cấp đấy nhờ. Người ta đã đến tận nhà để mà nói chuyện chân thành mà còn không tiếp thu. Riêng tội hai người con này nha, hôm nay anh được 300 lệ nha. Nghe rõ chưa? Hôm nay tao sẽ tặng cho mày một cái bất ngờ. Đây, vào đây. Tự nhiên giật mọc quả bánh kem gì đây? Mày quên à? Hôm nay là sinh nhật của mày. Mua bánh kem tổ chức sinh nhật cho mày còn gì nữa. Ui, nguồn phi. Anh dai, cho một cái bánh kem to nhất, nhưng mà rẻ nhất nhá. Ok ok. Bánh đây, bánh đây. Đây, trước đi, trước đi. Con Đức được giết gái Việt Nam. Rồi, ok. À, anh ra cho em giả cái bánh nhá. Thôi đi về nào. Tiền ăn còn chả có ấy. Mua bánh. Về nào. Thôi, không phải khóc. Tao có bất ngờ khác dành cho mày. Nguồn gì? Rồi đấy, mà thích cái nào thì chọn đi. Mẹ, đùa. Thì trước sau gì chẳng phải mua. Mua trước, đỡ mua sau. Rau cỏ bán như nào đấy anh Giai? Rau này á? Rau này 5.000 bó, mua đi em. 5.000 bó à? Rau này có phun thuốc sâu gì không đấy? Yên tâm, không phun thuốc sâu đâu. Thôi, không phun thuốc sâu thì không mua đâu. Đang ăn có sâu nó ngoe ngoẩy trong mồm của mà điên à? Mới phun sáng nay. Mới phun sáng nay à? Thôi, thôi phun thuốc sâu thì cũng không mua đâu. Đấy nhá. Ghế, từ. Mua rau này này, có thuốc sâu, có cả sâu. Rau này à? Sâu này ăn có béo không? Mà phải cho ăn thử mới biết được. Mày định ăn sống ở đây à? Hâm à, phải có bếp đàng hoàng thử nó mới ra được chứ. Em bảo 2 ngày thì phải. Nó phải như này. Cả đời tao bán rau chưa gặp nào như này. Rau gì toàn mùi thịt. Thôi không mua đâu. Giả bạn đấy. Mẹ. Thôi thế cà chua này bán thế như nào nhỉ? 20.000 một cân, mấy mùa nhanh nhanh phát. Rau củ cho thử rồi thì cà chua cho thử luôn nhá. Mẹ. Thôi thôi thôi, cà chua này chua đó. Giả này. Mày cắt đôi thế, tao bán kiểu gì? Đây, như mới luôn. Mẹ. Mẹ giỏi thật đấy. Mắt mẹ kém như thế mà chả bao giờ mẹ gắp trượt cả. Chà bố anh, ăn em còn học bài. Ê kia, giờ cơm còn ăn cái gì đấy? Đưa xem nào. Hả? À? Giờ cơm còn ăn, ăn gì đó. Ngon phết nhờ. Bánh gấu nữa. Như sao nào. Ngon thế. Ơ cái thằng này. Giờ ăn cơm mà không ăn cơm thì còn ăn bánh nữa. Ăn cơm đi. Ngon
Hôm nay đánh như nào? Quá đẳng cấp đúng không? Tính tưởng. Ơ, sao mẹ đứng ở đây? Mà mặt mày trâu ủ dữ thế. Cười xem nào, cười phát xem nào. Mày vừa đi đâu về? À, thì con đi học nhóm với cả thằng Đồng. Mày có chắc là học nhóm không? Ơ, sao không? Con vừa mới đi học về mà. Mày học gì mà ở quán nét này? Thằng này mày bán đứng tao à? Tại hết tiền là FIFA ấy mà. Giờ mày còn trăng trối gì nữa không? Thế thì mẹ cho con một phút. Alo, cho một xe cứu thương đến phố Bái Thượng nha. Mẹ phang đây. Được rồi. Thằng kia, mày thích nhìn đâu? Ý Thanh ơi, anh đòi nợ vụ này phát. Chịu chết, đang ăn chay nên các cái vụ nợ nần này tao không tham gia. KC 5 triệu. Đi. Bảo Liên đâu rồi, ra trả nợ đây nào. Mày đến đây làm gì, tao nợ nần gì mày? Thằng con trai của bà vay tiền của thằng này đi chân vị. Đúng không em? Đúng rồi em. Bà lo thu xếp lừa đảo cướp giật ở đâu mà giả thằng này đi. Không là không xong đâu. Tao không nợ, tao không giả. Mày làm gì tao nào? À, cứng như cháy rứng nhỉ. Thế giống lại có giả không nào? Tao không giả đấy. Thôi, bà không giả, tao đi về đây. Đấy, ca sĩ 5 triệu. À, 5 triệu à? Tao thanh ma gầm mình, tao đá hai chân như một chân như quả trần. Tao đá như chân chân của ảnh cơ. Tao đi giày cơ 42 à. Có sao không anh? Truyền thấy. Bọn mày hay mơ tở dạt nữa nha. Hóng người tao làm việc. Bà lôi thằng con trai vào ra đây giả nợ rồi bọn này đi. Tao có đứa con gái này thôi, còn tao không có thằng con trai nào cả. Thế này là như nào? Chứ giờ hình như nhầm nhà hay sao ấy. Rau quả bán thế nào đấy anh Danh à? Con này á, 5.000 bó, 2 bó lấy 9.000. Về 2 bó 9.000, bán buồn cười đấy. Bán rau 2 bó 9.000 với 3 vẫn. Ờ thì 2 bó 8.000. Lấy đi. Lại 8.000, ông ấy bán buồn cười. 2 bó người ta 1 bó 5.000, 2 bó phải 10.000, bán điều đấy. 2 bó 8.000, 9.000 và vẫn. 2 bó 10.000, bán thôi. Ờ thì 10.000. Bán hàng sau bán tử tế, 2 bó bán 8.000, bán điều vừa rồi. Mày nhiều cái chưa mà nói. Sao đây mua cái ông ra? Bà này như tôi không nhỉ? Vừa nãy thấy đàn ông, giờ lại thành đàn bà. Cá bán như nào nhỉ? Cá này á? 20.000 cân. 2 cân lấy 21.000. Cá phóng xạ hay sao mà rẻ đấy? Thôi lấy 2 cân. Đây, để chi cân. Bà làm gì đấy? Cân cá. Vớ vẩn, người ta đi câu, người ta đi cân à. Bà rẻ nó xem nào. Chết mày. Ui, tay em. Tay em. Mày biết tội mày chưa? Ui anh ơi, em không chơi FIFA nữa đâu anh. Mày không chơi, nhưng mà mày nghĩ về nó. Ui, em nghĩ có tí. Mày nghĩ có tí là cũng là có tội rồi. Đồng, lụm cái đầu nó đi. Lụm thật hả anh? Thật. Nguồn thí. Mày đã chừa chưa? Em chừa rồi à. Ok, tha cho nó đi đâu. Mẹ đầu mày gọi ông qua rồi. Này, bắt gọi tiếp. Mẹ. Mày chừa chưa? Rồi à. Còn thằng kia mày nghĩ đến nữa không? Không à. Thế lại đây xem nào. Mày chừa xong chưa? Rồi à. Bây giờ tết như nào? Không phi mai. Không cờ bạc. Còn lại như nào? Happy New Year! Anh Thanh ơi, có việc gấp! Gấp cái gì? Tao đang làm bia. Có thằng đang muốn ứng tuyển làm vệ sĩ. Bảo nó chờ tao 10 tiếng, sắp xong rồi. Đâu? Thằng nào ứng tuyển vệ sĩ? Nó bị bưng mày ăn ngon phết. Thằng này à?
Mày ứng tuyển vệ sĩ thế mày có hình xăm hình xước gì không? Dạ dạ em cố ạ. Thế hình xăm gì? Mày sâu xem nào. Sâu y, sâu y. Dạ, xăm môi ạ. Được đấy. Thế ngoài xăm hình ra mày có võ công gì không? Làm vệ sĩ cho tao là phải có võ công. Có chứ anh. Làm tấn công anh nhá. Quẹt chân nó ạ, lấy hai ngón tay nhá. Mắc mắt nó, mắt con nó nhá. Rồi, lên gối nhá. Chốt. Được, được, được. Thế ngoài võ công ra mày còn tài năng gì nữa không? Còn chứ anh. Ồ, nhìn kia, nhìn kia, nhìn kia. I toss and turn, I keep stressing my mind, mind. I look for peace, but see I don't attain. Nguồn thi. Mày đã được nhận. Chủ quán, cho cốc sinh tố biển đây. Dạ, dạ, còn khách dùng gì ạ? Cho một cốc sinh tố biển đây. Nhưng mà nhớ trang trí tí rau thơm nhá. Dạ, bịa vừa hết rồi anh ạ. Quán khách chọn món khác nhé. Hay là thế thì cho một cốc cà phê muối đi. Dạ, muối Tiên Ninh hay là muối Hảo Hảo ạ? Muối iốt đi, cho nó nhiều iốt. Quán khách chém đúng 5 phút ạ. Dạ, dạ, mời quán khách ạ. À. Cà phê muối à? Trông ngon phết đấy chứ. Cà phê mặn đi. Sao lại mặn? Ngọt như này bảo mặn. Mày pha thấy mà mày bảo ngọt à? Mày uống cái cốc nguyên chất này. Xem nào. Ngon như này bảo mặn. Mặn mặn cái đầu anh. Hay là sáng mai mình chưa đánh răng nó thế nhở? Mà mày uống hết bây giờ tao uống kiểu gì? Đây. Dạ đây. Anh uống lại xem nào. Mày nôn ra đây cho tao uống à? Mẹ làm ăn bẩn đi. Chủ quán, cho cốc cà phê muối đấy. Ê anh Giai, đừng uống quán này. Bọn này nó ẹ cho mình uống đấy. Thế hả? Hai cốc nữa luôn nha. Mày nhìn cái chó này. À rồi, đang bận ý, đang bận, có thằng nó đang lùa. Rồi.